Và chúng con hiện nay cũng đã hết giờ, tuy nhiên chúng con xin phép được thêm một câu hỏi cho lấy trên Diệu Âm Quốc Toản. Xin kính mời Diệu Âm Quốc Toản. Dạ, A Di Đà Phật, để nói con nghe không ạ? Dạ, nghe rõ bác ạ. Dạ, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy sư cô, con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, con kính chào các ông bà, cô chú bác cùng các chư vị đồng tu trên đường Zoom ạ. Kính chào thầy là con có cô bạn đồng tu, hiện giờ thì cô cũng đang ở trên đường Zoom và cô nhờ con hỏi ạ, kính mong thầy chỉ dạy cho cô ạ. Là cô hỏi là kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, trong con không tu và bắt con từ cái làm thịt gà cá và nấu lên thì trong con mới chịu ăn, nếu mua ngoài chợ mà đã làm thì không ăn. Kính xin lão cư sĩ chỉ dạy cho con phải làm như thế nào để hợp với đời, là không ảnh hưởng tới đường tu của con. Con xin cảm ơn lão cư sĩ ạ. Kính mong thầy chỉ dạy cho cô ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ách nặng của người nào, người đấy chịu lấy thôi. Nếu chư vị nghĩ rằng phải làm bắt con cá ra mổ ruột lắp vảy, phải bắt con gà ra cắt cổ mổ lông thì mới làm tròn đạo nghĩa của vợ chồng, thì nếu chư vị coi chuyện này là lớn thì chư vị hững hờ tới con đường giải thoát của chính mình rồi. Nếu mà chư vị quyết lòng khuyên ông chồng rằng tôi có thể làm gà cho anh, nhưng mà làm những con gà người ta đã làm sẵn ngồi chợ rồi thì tôi mới có thể làm, còn bây giờ bắt tôi cắt cổ gà thì tôi đành chịu thua. Chắc chắn khi mà mình vững vàng như vậy thì ông xã mình cũng phải xuống nước một phần chứ, ra ngồi chợ mua cá người có sẵn rồi, mắm có sẵn rồi, nó bớt đi cái tình trạng tự mình sát hại chúng sanh chứ. Vợ chồng cha mẹ chẳng qua là duyên tam bỡ trong một đời này, còn mình đi con đường tu là cái nhiệm vụ vạn đời vạn kiếp thoát nạn của mình. Tại sao lấy một cái duyên nhỏ nhặt như một cái gút giữa hai cái dây dài thoảng mà bỏ đi con đường dài phía sau vậy? Xin thưa với chư vị, nếu thực sự mình có ý chí vững vàng trên con đường tu thì không có một người nào ép buộc những chuyện phi lý là bắt mình phải cắt cổ gà trước mặt mới ăn, phải bắt con cá làm thịt mới ăn. Tại sao bây giờ khoa học kỹ thuật đã cao rồi, người ta làm ta để trong tủ lạnh, nhiều cái tuần sau ăn cũng được nữa, ngồi chợ buôn bán. Đó là mình đã xuống nước quá nhiều rồi. Tại sao mình lại lấy cái chính làm phụ, cái phụ làm chính? Tại sao cứ lấy cái vô thường này mà cho là quan trọng, bỏ đi con đường giải thoát vô lượng vô biên thời gian phía sau của mình? Chứ phải biết tự nghĩ lấy mà thực hiện lấy, chứ còn đi vào con đường cá nhân gì ông không biết cách nào để nói thêm nữa. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi của anh Diệu Âm Quốc Toản đã kết thúc chương trình hôm nay. Chúng con kính mong chư vị nào có đặt câu hỏi hôm nay nhưng chưa kịp trả lời, kính mong chư vị quay lại vào buổi sáng thứ hai ngày 13 tháng 4 vào lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam để tham gia buổi hội thảo. Vào buổi sáng chúng con sẽ đưa chư vị lên danh sách ưu tiên trong buổi hội thảo ngày sáng thứ hai. Và cũng chúng con nhân đây cũng xin nhắc thêm chư vị là từ nay trở đi thì đường Zoom của chúng ta đòi hỏi phải nhập mật khẩu, và mật khẩu là 1234. Nếu chư vị có người thân hay có người quen biết mà chưa có vào được thì xin chư vị cũng truyền miệng lại để cho mọi người biết. Chúng con đã thông báo những tin này ở trên thế giới hồi niệm. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi hội thảo hôm nay đến đây sắp kết thúc. Trước khi kết thúc, chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cầu thế giới hòa bình, hồi hướng cầu thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, tiêu tai giải nạn, bệnh dịch Covid 19 sớm ngày tiêu tan, bệnh dịch Covid 19 sớm ngày tiêu tan, trên đền bốn ơn nặng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc, đồng sanh nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dòm xin thành tâm tri ân chư tôn phẩm tăng ni chứng minh, làm cho chúng con cảm thấy ấm lòng, và tương lai chúng con có chỗ nương dựa nhờ các ngài hướng dẫn chúng con vãng sanh. Mong cho tất cả các ba các mẹ chư vị đồng tu mỗi ngày thêm vững niềm tin, quyết lòng cùng nhau vãng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin kính chào toàn thể. Chúng con xin kính chào chư tôn đức tăng ni. Chúng con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể đại chúng, và xin hẹn gặp lại chư vị trong buổi sáng thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 vào lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam. Xin hẹn gặp lại chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.